là sinh viên năm nhất mới lên thủ đô, Ngọc Anh lựa chọn xe buýt là phương tiện di chuyển hàng ngày bởi nó đáp ứng được nhiều tiêu chí. Lúc đầu thì em có ý định là em sẽ đi xe máy, nhưng mà sau khi tìm hiểu thì em thấy đi xe buýt nó cũng rất là tiện, ở gần chỗ ở của em và cũng ở gần trường nữa. Em cảm thấy là nó cũng sẽ góp phần một phần nào đó để bảo vệ môi trường, để hạn chế những cái tác nhân không tốt từ việc thải xăng xe, khí thải của phương tiện đi lại ạ. Theo thống kê, hiện trên toàn thành phố Hà Nội có hơn 150 tuyến buýt đang khai thác vận hành, phủ rộng đến 30 quận huyện thị xã. Đáng chú ý, xe buýt thủ đô còn kết nối với nhiều tỉnh lân cận như Hưng Yên, Hà Nam, Bắc Ninh, Bắc Giang. Bởi vậy, đối tượng sử dụng phương tiện công cộng là xe buýt không hề giới hạn. Cái phương tiện công cộng nó thuận lợi hơn, nó an toàn và nó đỡ tốn kém, rất tiện lợi cho nhân dân nói chung và đặc biệt là người cao tuổi. Cung lớn và cầu cũng nhiều. Trong đề án phát triển vận tải hành khách công cộng của Sở Giao thông Vận tải, xe buýt được định vị vai trò quan trọng. Sau hơn nhiều thập kỷ chúng ta phát triển thì đến giờ phút này mạng lưới của xe buýt của Hà Nội có thể nói là chưa bao giờ mạnh mẽ như thời điểm hiện nay. Chúng tôi phải rà soát mạng lưới tuyến để đưa ra cái hiệu quả nhất, tối ưu nhất mạng lưới đường tuyến. Thứ hai, để khuyến khích người dân tham gia. Và một cái điều quan trọng hơn nữa là làm sao xe buýt thực sự đúng giờ để cho người dân khuyến khích đi lại nhiều hơn nữa. Và cái điều kiện cuối cùng là để tăng cường khả năng tiếp cận cho người dân đi lại, để người dân có thể từ bỏ phương tiện cá nhân để quay lại phương tiện giao thông công cộng. Giao thông vận tải với phương châm đi trước một bước luôn là yêu cầu cấp thiết của các đô thị, vừa tháo gỡ các điểm nghẽn, vừa tạo điều kiện bứt phá nhanh. Thời gian gần đây, xe buýt thủ đô liên tục nâng cấp với những tính năng mới tiện lợi cho người dùng như thẻ vé ảo đa phương thức, thẻ vé liên thông, thẻ phi vật lý offline. Đến năm 2035, thành phố tính toán sẽ chuyển đổi toàn bộ hệ thống sang xe buýt điện. Sử dụng cái năng lượng xanh thì hiện nay được khuyến khích, chính phủ cũng đã có cái chủ trương là chuyển đổi toàn bộ dần những cái xe không sử dụng cái năng lượng diesel, giảm thải cái ô nhiễm môi trường, và đồng thời là khi mà xe sử dụng những cái năng lượng xanh ấy, thì chất lượng vận hành cũng nó sẽ êm ái hơn so với cả những cái xe diesel, và sẽ nâng cao chất lượng dịch vụ đối với hành khách và để khuyến khích thêm có người dân sử dụng nhiều cái phương tiện xe buýt hơn để giảm tải sử dụng cái phương tiện cá nhân, giảm tải cái ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường. Dự báo đến năm 2035, Hà Nội có gần 11 triệu dân, khoảng 8,5 triệu chuyến đi một ngày, và xe buýt sẽ phải đủ năng lực đáp ứng từ 28 đến 30% nhu cầu đi lại của người dân.